Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 2, trang 170, sách giáo khoa toán lớp 5 bài một số dạng bài toán đã học. Bài tập 2 đề bài như sau. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều dài hơn chiều rộng 10m, tính diện tích mảnh đất đó. Về cơ bản, đây chính là dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó mà chúng ta đã học. Cô giáo tóm tắt đề bài như sau. Ta có chu vi bằng 120m, chiều dài hơn chiều rộng 10m, tính diện tích mảnh đất. Theo đề bài, chúng ta sẽ có tổng bằng nửa chu vi hay chính bằng 120 chia cho 2. Ta có hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là 10m. Từ tổng và hiệu, chúng ta sẽ tính được chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó. Để tính được diện tích của mảnh đất hình chữ nhật, ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 2. Đầu tiên, cô sẽ tính nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là... Ta lấy chu vi của mảnh đất đó là 120 chia cho 2 bằng 60m. Từ những dữ liệu của đề bài đã cho, ta có sơ đồ. Chiều dài và chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tổng của chiều dài và chiều rộng chính là nửa chu vi mảnh đất và bằng 60m. Đề bài yêu cầu chúng ta tính được chiều dài và tính được chiều rộng của mảnh đất đó để tính được diện tích. Như vậy, chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là... Chiều dài chính là số lớn, chính vì vậy chúng ta sẽ lấy tổng cộng hiệu rồi chia cho 2. 60 cộng 10 bằng 70, 70 chia cho 2 bằng 35m. Tiếp theo chúng ta sẽ tính được chiều rộng. Mảnh đất. Hình chữ nhật là ta lấy 60 là tổng của chiều dài và chiều rộng trừ đi 35. Không không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 3 nhớ 1 bằng 4, 6 trừ 4 bằng 2.
Như vậy, cô có chiều rộng bằng 25m. Biết chiều dài và chiều rộng, chúng ta sẽ tính được diện tích mảnh đất là... Ta lấy 35 nhân 25. Đặt tính ra nhá, ta có 35 nhân 25. 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 3 bằng 15, nhớ 2 bằng 17. 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. Cô cộng các tích. 5 hạ 5, 7 cộng 0 bằng 7, 1 cộng 7 bằng 8. Như vậy chúng ta được kết quả 875 m². Đáp số 875 m². Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập số 2, trang 170, sách giáo khoa toán lớp 5 bài một số dạng bài toán đã học. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!